Mạnh Tiến xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Mạnh Tiến xin giới thiệu với các bạn chiếc vang BIB. Đây, các bạn nhìn bảng mạch đã biết là đáng đồng tiền bát gạo như thế nào rồi. T50, đây Bluetooth nhá. Vang cơ mà có Bluetooth thì anh chị em phải hiểu là rất là tiện dụng trong gia đình. Giá cả thì là phải chăng. Thì đây là trên đây là em đã bỏ ra rồi. Đây, mời các bạn khám phá em vang BIB của nó. Thay vì gia đình nhà mình bây giờ một chiếc âm ly bỏ đi. Đây, ví dụ chiếc âm ly này bỏ đi, chỉ có công suất là để đẩy. Đấy, để đẩy âm thanh thì không biết chỉnh, nó âm thanh echo dì vợt, nó không hay, tiếng mic nó không hay. Thì hôm nay em Mạnh Tiến sẽ setup sẵn. Đây, chỉ việc mua con vang này về, cắm vào chiếc âm ly cũ kỹ gia đình vứt đi. Thì để các bạn kiểm chứng xem chất lượng và âm thanh để dì vợt con như thế nào. Thay vì mình phải cắm dây dợ rất là lằng nhằng thì hôm nay em sẽ sử dụng ngay một chiếc điện thoại iPhone thông thường các bác nhá. Để em kết nối Bluetooth. Đây, con vang cơ T50 này chỉnh bằng tay các bác nhá. Tất cả đều chỉnh bằng tay, kèm theo tô vít này để chỉnh bằng tay. Đấy, thì các bác chỉ cần bật Bluetooth lên. Đây, hôm nay em sẽ bật Bluetooth lên cho các bác xem để chơi con này luôn. Đây, âm ly coi như mình bỏ, mình chỉ để đẩy thôi, xem chất lượng âm thanh như nào. Thì tất cả con vang T50 này nó sẽ có tên là DSP Audio. Đấy, đấy, thì em đã kết nối sẵn rồi. Đấy, bật phát Bluetooth là kết nối luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, nó ghi chữ đã kết nối thì mình vào âm nhạc YouTube thôi. Mình mở lên. Đây. Đấy, mở một bài hát. Đây, mở một bài nghe thử để em chỉnh âm thanh các bác nghe thử nhá. Nhá, ok chưa? Đấy, các bác thấy không ạ? Đây, em cho cái âm ly. Đây, âm ly bây giờ nó chỉ là đẩy thôi nhá các bác nhá. Âm ly chỉ là đẩy này. Đây, em sẽ chỉnh ở đây. Trên này nó có 3 hiệu ứng này. Echo là của mic này. Này, mic tone này, music này của nhà này. Bây giờ em chỉnh âm nhạc luôn này. Đây, âm lượng này. Loa ngay trên đầu này các bác này. Đây, các bác thấy không? Đây, em chỉnh luôn. Đây, bát đây nhá. Cắt bát đây này các bác này. Đấy, bát lên này. Đấy, chung này. Thấy không? Sáng tiếng đấy hẳn chưa? Quá phê luôn. Đây là ba lăng là cân bằng giữa hai loa này. Đấy, thì mình tùy chỉnh. Còn bên này là mic. Đấy, bây giờ thì em xin phép đấy. Con này âm ly bây giờ nó chỉ là đẩy thôi. Mình vứt đi thì coi như âm ly rẻ rách ở trong gia đình vứt đi thôi. Tiếng rất là sáng. Đấy, đây mở một đoạn để nghe bác nghe này. Trời đêm nay sáng quá ok luôn. Âm ly giờ chỉ là tổng thôi nhá. Mic này không có tác dụng luôn các kiểu luôn. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ. Đấy, các bác nghe thấy nhạc ok chưa? Thì bây giờ em sẽ test thử cái mic chất lượng âm thanh đây. Nhạc vẫn đang chạy này. Đấy, hôm nay em test một con mic có dây. Đây, cái loa ngay trước mặt em này các bác nhìn thấy không? Đây, đúng cái loa đây. Đấy, cách chưa đầy 50 phân để xem cái tốc độ trong hú nó như thế nào. Con này gì vật trong hú nó làm sao. Đây, cắm luôn trực tiếp vào loa các bác nhá. Đây, thay vì mình phải cắm âm ly mình mới hát được đây. Đây, ví dụ cắm âm ly cho các bác thử luôn này. Đây, cắm thử vào âm ly các bác nghe này. Alo, alo, 6712. Các bác nghe thấy tiếng mic ở âm ly không? Rồi, em cắm qua con vang cơ để các bác nghe kiểm chứng luôn này. Đây, đây cắm một con vang cơ nhá. 67. Các bác nghe thấy tiếng khác hoàn toàn chưa? Đây, bây giờ em sẽ test thử luôn. Đây, đây là gì vợt này, echo này các bác này, nhìn thấy echo này. Alo, 1 2 6 7. Alo, 1 2 3 4 5 6. 67 1 2 3 4 5 6. Echo đầy đủ hiệu ứng luôn. Chép của mic, chép của echo nó có luôn này. Alo, 67 1 2. Chép là để nó sáng tiếng lên các bác nhé. Đi. Alo. Đây, delay, nó có cả delay luôn. Con vang T50 nó hay ở một chỗ nó có cả delay, dì vợt cả âm thanh luôn, cả tiếng luôn, cả nhạc luôn, cả mic luôn. Đây, alo 67. Alo 12. Nó delay dì vợt tiếng rất là hay. Đấy. Các bác thấy không ạ? À? Tiếng mic nhỉ? Thấy các bác thấy không? Trong hú các bác nhìn đây này, con loa mà nhìn này là tiếng mic như này là các bác nhìn về xem chất lượng âm thanh như nào. Đấy. Tiếp theo, em sẽ đây này, cái này là dòng này là mic telon. Đây là mình cho bát của mic này. Bát trung tép của mic nó chỉnh riêng biệt hết con này này. Trung này chép này. Đấy các bác thấy không?
đấy. Alo 67121267 cắt bát mic nhỉ. Alo 12 đấy, tiếng mic cắt chưa. Alo 67121 chung này đấy. Mời em test thử một đoạn quát nghe thử chất lượng âm thanh như nào nhá. Lại bật bluetooth con này lên đấy. Đấy kết nối này. Đây bây giờ em sẽ là hát thử bài bài này đây. Hai mùa mưa đây. Đây hai liên khúc hai mùa mưa karaoke anh em nghe thử xem chất lượng âm thanh nào nhá. Đấy. Alo 1 2 3 4 các bạn nghe thử tiếng không? Alo 67 1 2 các bạn nghe tiếng mic sáng mà. Đây các bạn nhìn xem này. Đây đấy không ạ. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa phản cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút giây trôi qua mất rồi. Này cây phượng về bên đường tre lắng ban trưa, này con đường dần vào sân ga tắm như mưa, mái trường thì ấu thơ và này căn nhà vắng làm cánh nhau nghe đêm mưa. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gạt nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng im trên đường hoa. Đấy vừa rồi là em đã test thử một đoạn âm thanh chất lượng con Vanker BIB T50 Bluetooth, có Bluetooth anh chị em nhá. Dành cho những nhà nào mà âm thanh cũ kỹ quá hạn sử dụng thì mình mua con vang này về này, vừa có tác dụng dìm vần âm thanh này, làm để nó hay âm thanh này, tắt mic luôn này, làm để cho làm sao nó hay âm thanh này, hoán đổi âm thanh này, nâng cấp trong ra karaoke gia đình các bác nhá. Giá cả thì hợp lý. Đấy ai mà xem bên đây rồi thì đăng ký và like ủng hộ kênh của Mạnh Tiến nhá. Đấy hoặc là qua cửa hàng trực tiếp mua 258C Bảo Hàm quận 6, 99 Lê Đình Cẩn quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Đấy hoặc liên hệ qua số điện thoại 0979592666 để được xem những cái video về vang cơ đấy, hay vang số về âm thanh, về mic karaoke trong gia đình. Đấy một lần nữa Mạnh Tiến xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.